Ok, đây là đến với kênh YouTube của mình thì mình mới đi cắt tóc mới về nên trời đâu còn mình cắt tóc rồi. Bố mày cắt đầu môi, bố mày cắt đầu môi. Quá nhìn chiếu quả nè. Trời. Và xin nhờ đi chi của anh. Anh em coi mình cắt cái đầu nè, anh em coi quả đầu của mình nè. Mình sẽ để chỗ nào sáng sáng cho anh em coi nha. Ok anh em nha. Thì ok anh em, chào anh em đã đến với vlog của mình thì ok. Bây giờ mình sẽ review tóc của mình mới đi cắt mới về nha anh em. Ok anh em nha. Mình cắt layer rất nhỏ nha anh em. Đấy trời. Ok mình sẽ quay vòng cho anh em coi nha. Đấy, ok chưa? Sao được chưa anh em? Ok anh em thấy tóc mình đẹp thì anh em cứ comment dưới cho mình để mình biết mình còn cắt kiểu này nha anh em. Trời. Chà. Mới nhìn cái đầu chúng ngố ngố quá. Trời, thiệt á. Trời, anh em thấy sao đó trời. Nhìn đi, kiểu nó tiếc tiếc sao trời. Tóc mình chỉ có là vuốt lên thôi mới thấy ok. Đấy, mình chỉ để rồi đi. Mình không thích để máy lên, mình thích để máy ngối nè. Tăng. Rồi tóc mình nó bị xoắn hay là mình cắt nó thôi. Đấy, cho coi tóc mình nó sẽ như vậy. Tóc về. Ok anh em, bây giờ mình sẽ thấy tóc mình sao mình mới đi cắt tóc về anh em. Trời ơi. Anh em thấy tóc mình đẹp trai thì anh em thấy mình cắt tóc đẹp trai thì anh em cứ comment dưới cho mình nè. Anh em nhớ. Trời ơi nè. Mình sẽ đi nguyên bỏ đầu đầu quả đầu của mình. Bố mày cắt đầu mày, bố mày là đàn em của Khá đây. Bố mày không sợ sách, bố mày Ellie cũng trong phòng Khá đây. Ok anh em nha nè. Hồi nãy mình tính quay video đi cắt tóc cho anh em coi mà mình quay không có được. Trời. Mình đang xài điện thoại ở nhà anh em nên là mình không có quay chỗ mình cắt tóc cho anh em coi được. Đấy. Xó nhà xa. Giờ mình sẽ cắt tóc rất là đẹp trai. Và mình sẽ làm gì? Mình sẽ đặt tên mình là gì đây? Hot boy. Trời. Bây giờ mình sẽ cho anh em chụp hình với lại là hot boy một tấm hình nha anh em. Ok, giờ mình sẽ đi đặt máy quay xong mình sẽ cho anh em chụp hình cho mình tắm nha. Ok anh em nha. Khoan để mình kiếm chỗ nào sáng sáng xong mình sẽ cho anh em chụp hình cho mình nha anh em. Ok anh em nha. Đấy, ok bây giờ mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha anh em. Đấy, anh em thấy video mình đi cắt tóc hay thì anh em cứ nhấn like đăng ký kênh ở dưới cho mình nha anh em. Trời, mình mới đi cắt đầu về tại nó còn ướt nó dễ đó anh em. Nó mà khô mà nó sẽ bị sừng lên. Ok anh em, bây giờ mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha anh em. Ok, bye bye anh em nha. Nào mình đi cắt tóc mình sẽ quay video cho anh em coi nha. Ok anh em, gần tới Tết mình sẽ đi cắt thêm lần nữa, mình đi về quê mình ăn Tết trời, tức là bánh trai luôn nha anh em. Ok luôn nha.